Bên em là 50, bên này là bên em 24. Chia quạt. Mày ăn chung nguồn với đầu vàng không? Nhiệt. Đấy, chập thử nổ này. Nổ pin lắm, hoàn thiện rồi nhé, chờ cái kia tay hàng về đấy. Cái khổ này. Không tải có nước lên rồi mấy em bốn em lên tại hai chỗ A đấy, cắm nó tận là cho mét này thì đợi rồi nhé. Để cho nó có lưới bảo vệ, một cái lưới. Hoàn thiện dây của nó đây. Như chỉnh này cái bên em, chỉnh tiến nó về phía trước một tí. Nào, ok nhá. Rồi, nè. Chơi ốc cái đốc ốc đồng nó có ốc inox luôn. Thêm nhiều ốc nó rất là lệch. Ốc này sẽ có mấy con mới đấy mà chúng nó tên ai hết rồi.
Rồi. Xem hoàn cảnh đây là dây 6 nhé, men làm cái lắp ở đây nữa để ra nó chạm, nó tự cận, nó tự hàn đấy, món này vào nữa ngon luôn. Điện này dạng này mà nó nổ kinh lắm. Chạm nào ở đây, chạm cái gì đấy, để chạm không nhỉ? Em chạy trực tiếp nó nổ to lắm. Mất hình luôn. Này vào cái là còn dài ngay. Chưa hút được. Hút sơ sơ thì là con này chưa hút được. Có thể nó chơi hệ này các bạn là máy tính. Pin rồi, em xin kết thúc cái video này nha, là quay sẽ bác kỹ hơn các bác thứ hai để cho em được không lâu nha, đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bác.